chờ trăng lên bên kia bến sông, sáng lên rồi ta đây chờ mong, mà mong lên được khu vô Tam Nông, nơi tháp đồng đất lành xa xôi. Tấm thân gồm xin kính chào đại gia đình mình nha. Rồi hôm nay Vinh gồm thì các anh em đang đi chạm chim Đồng Tháp nha anh em. Đang đi lên đi sang Hugo có lóc bông rồi với giao lưu anh em tham gia chơi mini game nha. Giao lưu của anh em hội câu lua Châu Thành Long An nha anh em. Đó, anh em thấy cảnh chạm chim quá là đẹp anh em ơi. Bao la là bạc ngàn nó ở trong sông. Nhưng cái tàu Hugo nằm trong đó không anh em đó. Anh em nghĩ quá trời nó bao la ha. Nè. Rồi đây là AD của hội lua Châu Thành Long An Ngọc Danh nè anh em. Anh ấy đang xả nhái dụ cá lại cho mai anh em thi. Anh em đi trước. Anh Ngọc Danh và tụi mình đi trước một ngày để dò mấy điểm nào ok để cho anh em tập trung thi. Điểm nào cá nhiều đó. Cái Hugo không ở đây nó chơi ở đây dễ gì mà hết cá nổi, tại vì nó giờ nó ở trong lùm nó không có ra nồi trống thôi, quá trời bao la bạc ngàn sao hết nổi. Họ nhúng kiểu đó là hồi có đó. Có nguyên cục rồi đó. Ôi hay quá Ngọc Danh ơi. Quá dữ Ngọc Danh, quá dữ. Ôi ôi, trà bá luôn. Quá sướng. Hả? Đang quay á? Quá đã, chụp cho mình tấm hình đưa lên Facebook khè với người ta chơi coi. Quá đã. Ôi dồi, 1, 2, 3 cắt quá trời đã. Cá này có thấy nó theo gì không? Có đường, nó lụn đường cái đường sao ấy. Anh em đậu cát vô lề đi, xe ô tô hay đi qua lại lắm á. Rồi. Bây giờ chơi một càng không lợi, chơi hai càng nha anh em. Không chơi vậy còn quần phải thắng gì chứ. Đó, phải đổi đổ mặt đó đi. Mình dứt hộp cơm lấy sức ha. Dứt hộp cơm lấy sức. Lấy sức để bào lấy giải á. Dạ. Con em Thủ Đức. Ba đây là cậu Đức Hòa. Dạ. Trưởng ban tổ chức giải Ngọc Danh. Rồi chào toàn thể anh em. Chúc anh em ngày mới tốt lành nha anh em. Rồi, coi anh em bên hội giờ dàn hàng ngang chuẩn bị rồi. Thấy cũng vui lắm nha anh em. Thấy gì cũng được rồi.
này là công đoạn xả nhá, xả nháy của anh em để cho những người anh em tới sau câu, chứ giờ là chưa quấn giải nha. Giờ mới bàn, anh em gom lại xả ổ trước. Bạn tổ chức chính là Ngọc Danh nha. Đây là Vinh Ròm từ Sóc Trăng qua. Rồi bên đây đi. Rồi mời mấy anh em lại đây chụp. Đây nè, lại góc này nha. Góc này nè. Góc này là chụp nhạc nhất nè. Nè. Đứng này chụp nè, đây đứng xéo xe á. Ôi đừng có chụp gùa lắm, nó gùa lắm. Gùa chứ. Rồi đứng đi. Rồi vô đây. Gùa mới có cá. Vô đây đi. Trọng trọng quay xéo xéo qua đừng cho thấy biển số xe đâu. Đứng đứng xéo xéo qua giống như rồi ai đứng đứng ai ngồi ngồi sao công vô đi vô hết luôn nè cho đủ. Ủa hết luôn hả, chứ không phải là bên cái nhóm thôi hả, chụp cho mấy anh em chung cái hội một bôi đi hết hả, chở vô vô cái mấy đồ rồi để là anh lõm nọc nó đụng vô luôn nhanh quay cái chứ để lại máy quay đó đi nè đi không vô gì hai ba mình chuẩn bị xuất phát quốc nha anh em có bị nhắm mắt thôi anh ơi. Rồi lên. Vô chụp hình. Ơi. Ủa sao lên lên Vin nữa. Má nhè nãy nhè cũng rụng răng luôn. Chụp hình đi, chụp hình. Mỏi hàm luôn, mỏi hàm luôn đó ba. Nhè đang rụng răng luôn mà không chụp. Nghe đợi gì? Đợi gì hai mắt sụp xuống mới chụp. Dạ. Nắng cháo quá. Thấy quá rồi. Quá biết chụp hình không chuyên nghiệp tới. Thấy nó đi câu cái đèn thay đồ câu gió nữa đâu. Dữ rồi đó. Sao không chưa chào chào. Anh em nào mà thiếu tôi mấy ông nội. Vinh đeo vô cổ này kia kiểu đi. Cho mượn chụp đi chứ không dành giải nữa. Cho anh em có dạy trước. Có câu đâu. Ủa lên cá hả? Vậy. Ai lên cá chưa? Chưa. Trời câu thấy chiều quá. Chứ ở đó mà. Làm hết hồn. Ủa sao kỳ vậy ta, giống vậy. Ủa thấy có thằng em mà hôm tóc dài dài nó đứng nó cong mình nó dưới vậy. Hả? Rồi. Nó cỡ gì nó câu nãy à, chắc nãy giờ nó tưởng chưa chơi hết. Chưa gì đó, hẹn qua đây 6 giờ rồi mà. Thấy một đống ở dưới á, em đi 4-5 xe dưới. Ờ mấy thằng còn quýnh ở dưới vậy đó. Rồi. Chụp hình là dễ nhất cầm chiếm đó. Ờ. Trời ơi, chụp cái giờ lấy ra mình, anh em mình đây mà sống ngảo gì. Anh em làm. Chụp sao đừng cho người sáng à. Anh đứng bên nè, anh đứng đây nó chung được. Ai chơi sao cỡ nào Quê Thuận cũng có giải cho anh em ơi. Tại vì trong đây có một cái giải móm nữa. Là cỡ nào cũng có giải. Mà có giải móm thiệt mà. Giải móm là con nhái hơi với mấy cái gì nữa đó. Lý do là hiện tại anh em cần thủ đang rất là nhiều anh em ơi, cho nên ban giám khảo phải chạy xe đi với khảo sát hết nổi. Tại sáng anh em tưởng anh em 6 giờ mà anh em tập trung tới gần 7 giờ mới câu mà tưởng anh em trời đầy đủ hết rồi. Số anh em đang vô trễ. Đâu rồi? Đâu rồi? Vô.
Hiện tại là do số anh em cần thủ quá đông cho nên đi ban giám khảo đi bộ không nổi. Đây thêm hai mấy nhái rồi. Hai mấy nhái. Hai con rứt lưỡi. Hai con rồi mất thêm cái lưỡi nữa. Mất thêm cái lưỡi. Ủa hồi nãy anh đứng anh đợi cái nó. Anh đứng ngay chỗ cái hàng bà đặng phải không? Sáng chưa thi thì lên lên sớm lắm. Chưa thi thì lên sớm anh em. Lên hùng luôn kiếm mấy. Giờ tới tới vô giải bị người ta lấy. Hiện tại anh em cần thủ đã lên số lượng tới cả trăm cần luôn nha anh em ơi. Anh em cần thủ đang vô nữa. Chỗ nữa trời, chỗ nó chuyển qua là lỗ không làm hai con ba ký này đó. Lỗ đó hả? Lỗ đó nữa, chăng sau nhà nhà cái chốt luôn, sau nhà chốt. Mà anh em bánh mì nha anh em. Nó thui luôn. Hiện tại anh em cần thủ đang vô rất là đông. Để tới là giờ anh em mình thủ đông quá, mình đâu có đi bộ nổi đâu, đi xe luôn rồi, mới giáp sát nổi hết. Chắc 30 hả? 30 người. Em đang giới thiệu tiếng trăm người lên. Đu ẩm được cây cần, cây máy, con nhái, cái túi đựng. Túi đựng đồ câu. Em gì nghĩ vậy? Không biết nước. Anh Vinh. Nhất rồi kìa, giải rồi kìa. Hay quá, có người có giải luôn anh em ơi. Hiểu ơi. Một anh em cần thủ đã lãnh giải. Ngon lành cành nào thấy không? Rồi, quá đã. Quá đã. Luôn anh không? Lấy cần qua trao luôn. Gì? Trao luôn là liền luôn hả? À chú trao rồi, chú đây. Chú trao đi. Chú trao chứ. Chú trao trời trời. Chú đây, chú đây. Chú trao chứ đâu vợ. Thường tôi quýnh nữa tôi lên con tôi lấy dây 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 gì nữa. Tôi quýnh con lấy lên lấy ra hết luôn. À, quan trọng ta chọn điểm thôi, cái điểm đó của người ta là lên à. Ê, chơi kỳ vậy, chơi chỉ đồng đội luôn vậy. Nhiều người lắm mà sao anh chỉ có người vậy? Có chỉ hết luôn mà tại anh em không nghe chứ. Dạ. Xù xìu xì tối rồi, tối là xù xì nói hết rồi. Cứ dục ra nãy có nói rồi, anh em cứ dục ra kéo vô là sẽ lụm thôi. Là lên liền. Không một, một là lên dốc, hai là xuống dốc thôi. Rồi xong cái lưỡi rồi. Hồi tối có rủ ban tổ chức đi đâu không? Không không à. Có đi riêng không à? Em hồi hôm qua em không có đi. Ừ. Sáng này mới lên à.
Vừa gớt ở dưới mấy cỏ vừa gớt xuống rừng luôn hả? Vừa gớt xuống lụm luôn à. Ừ. Quá hên luôn. Tiếp tục nữa đi, tiếp tục nha anh em ơi, tiếp tục có giải không? cá quái trời bự vậy. Mà có giải được rồi, trời ơi cá quá trời bự rồi anh em ơi. Để giải nhì, giải nhì thằng cá cỡ ngón tay không à, anh em cá lại trời ơi, coi con cá với cái lưỡi câu nè. Cá dày đây mà lấy dễ nhì dễ ăn quá trời luôn vậy mà anh em không chịu. Vậy đâu mà dễ ăn quá trời quá đó mà anh em không câu. Trời ơi, con cá thứ hai. Cá tầm chim nha. Cá tầm chim anh em. Trời ơi. Hay ngon tài cá nhiều. Trời ba trời. Cái thủ gì đây xin cho anh em biết coi. Dạ em tên Hiền Cali. À đây là thủ Hiền Cali Facebook Hiền Cali đó nha anh em. Dạ. Cá chắc thả lại luôn á anh. Em lấy giải thôi, em lấy giải thôi còn biết. Tao đo cái nó bằng ngón tay nào. Dạ, ngón tay cái hả? Ờ, cá trời chim nè anh em. Đây thì Cali lụm giải nhì nha. Ờ, giải nhì. Thôi thả luôn á. Thả luôn rồi, thả gà nó chết nó công á. Thả luôn đi quay luôn. Chủ yếu lấy cái giải thôi à. Trời, anh ta đã lụm giải nhì. Ê, thí dụ tôi quýnh hồi dính lại nữa thì không? Để lấy thêm giải ba nữa. Giải này giải thành thả cho anh em coi luôn. Rồi lấy giải được rồi. Thả lại cho nó sinh sản đi. Nó sinh sản rồi. Hiện tại là anh em mình thủ của mình là lên số lượng tới 100 cần rồi đó. Rồi, hồi nãy rồi thấy chạy mà xem ra đi quay là biết hiểu rồi phải không rồi. Thì là quá sao quá phải chạy xem ra. Rồi, đi xem ra. Nổi cái lưỡi luôn. Mà cái gì là cái này là đậu hai ba con vậy ông quýnh rồi rồi. Thủ thu thêm tiền xăng là trưởng ban tổ chức trả thêm nha. Rồi. Rồi ha. Hỗ trợ chạy dầu ăn. Gì nữa? Hỗ trợ cho vừa ăn. Thủ tiền sáng. Thôi con đang chạy đi quay á. Cái đó về đau thốn lắm. Đã hành lý cho tao rồi. Cái gì nữa? Thẳng nón ấy rồi sợ đó. Ngấy này kia thôi không ấy mình. Trời ơi cái này với. Tặng cho gần nhanh lên. Ừ đúng rồi, chưa tặng cái này. Cái này là để bảo vệ an toàn cho em, nói chung là em đi câu là phải đem theo cho mình. Ừ, ăn với cái này nói là giờ là nhà tài trợ được tặng tặng cho ban tổ chức giải. Ban tổ chức. Ê. Nè. Nhận đi. Tội nghiệp không để xài dầu ăn không à. Cái này có công dụng là kéo dài nữa đó. Cần không? Cần xài không? Cái gì thầy chứ lát mà cho anh cái nghe để về vợ anh khen anh đồ. Giả bộ đó có anh em đâu. Chơi là người đó chơi hàng thật không chứ. Yeah. Nói vậy chứ chụp hình nhận quà coi. Đó. Rồi. Giải ban tổ chức là bên quê Tây Thuận tài trợ nha anh em. Chụp hình. Đây là chụp hình coi. Chụp hình đăng lên hội hội Châu Thành. Ờ đó. Không có đăng lên con cá là con đang nóng việc à. Giỡn hoài. Ấy đây hình trái đá nắng nha. Rồi cũng lụm luôn. À đang phải có cá chứ không có cá nó không việc đâu. Em đây là đọc đứng bên đây đứng quay đâu quay máy bay chích kìa quăng một bên đây chạy tao đứng rồi chạy đứng rồi chạy đứng bên đây không có chơi với mấy chạy không chơi với mấy chạy em cứ đây giữa nè chơi với mấy nhận giải gần ta rồi nay ngày 4 tháng 6 rồi kết thúc cái ngày chơi game của anh em hội Châu Thành nha anh em. Giờ tiến hành trao giải cho số anh em được giải. Đâu giải nhất là ai đâu? Đây mẹ. Đây. Rồi gồm có phần quà còn đây bên đây là anh Công Phạm anh trao cho giải nhất tài trợ cần với số quà. Cầm bộ không quá. Phụ quá. Cần nhiều quá. Trời ơi. Giải nhất không nhiều. Nhiều nhất phải cầm con cá nữa mới được. Cái mới ra gì? Chú Tỏ. Giải nhất là cái cần với ba con dây không? Rồi. Với một phần cái đó. Lấy hai cuộn còn trời quá trời quá trời quá. Quá trời quá luôn rồi. Ôm kiểu gì? Ôm kiểu gì vậy? Cái này đánh cả năm luôn nha. Rồi đánh cả năm chưa hết luôn. Rồi. Giải nhất là một cây cần Bulova Duga X Max anh em. Với ấy xin lỗi nha. Đau đó. Với ba con dây. Nhưng là Duga. Ba con dây Duga. Ok. Thầy chúc mừng em. Phước nó có Duga rồi, khỏi tặng. Rớt lưỡi rồi.
Cũng chạy quá. Lưỡi đó câu cái đâm cốt được á. Thôi rồi thôi. Ôm về, ôm về. Rồi không, để qua bay cái gì. Rồi, giấy gì? Anh em nào? Chào Kiến cho bà. Rồi anh em mời giấy gì? Cái gì? Chào Kiến cho coi. Giấy gì này đủ không chấp nhận cá thiệt luôn. Giấy gì phải cầm con cá nữa cho mình mới được. Nhọt quá. Đây anh em, những anh em khác này gần tị với cái anh giấy gì này nha. Anh này mớm qua nay không á. Anh này mớm 2 ngày. Gặp từ qua nay mà anh lên được cái con cá bú quỳnh nó nhỏ xíu luôn mà anh lụm giấy gì bởi mấy anh em khác đang gần tị thôi. Rồi rồi, giấy gì này anh nói cái phần quà cho anh em nó lớn lên nè. Giải nhì gồm một máy ngang rồi một túi đựng phụ kiện trời luôn nệm với một be của anh Công cũng tài trợ với nháy hơi vỏ của ai lưỡi câu anh ha, vô chụp vỏ của ai rồi chúc mừng à. Vô nhanh vô nhanh vỏ của anh Tí Đỉnh tài trợ đây Hiền Cali lụm giải nhì anh em ơi. Hiền bán phần Cali à. Ừ. Ngồi okay. Nó giải ba nó ngắn rồi xong rồi giải ngắn giải ngắn không giải giải cần đủ ngắn nhất à đâu còn giải ba đâu anh em nè giải ba giải tư gì đâu giải ba giải tư giải ba giải tư luôn đi rồi một chút là mấy anh em nó gom lại chụp bốn người chụp cái nó cái vỏ rồi nè vỏ nè cái này là trao quà lưu niệm thôi nha anh em. Thường nhắn nhất đó. Dạ này luôn. Má giờ giải ba thiệt mày hồi tối mày đòi vô chứ ba giờ giải ba thiệt mày. Hỏi cái quê thằng này đi. Rồi, 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 à gánh à rồi gánh nón cho anh em luôn mà anh em vô đứng đi. Ờ ấy nón gãy đi rồi. Trời ơi đang trao giải bà nội ơi. Điện hoài. Dễ nhất người ta quá trời luôn, người ta chia cho mấy anh em cùng be đây. Qua đây trao giải này vô mấy cậu. Ba đâu qua đây. Anh kia qua tư bên kia. Chi vậy? Rồi vô hết đi chụp hình cho. Trời ơi anh em trễ quá trời đi đây rồi. Câu rồi, đâu hôm qua. Rồi chụp hình nha. Vui lụm luôn. Chưa, để chưa vô. Đứng. Rồi ok đó. Cho nháy chết cơm đổ ráo có câu luôn nào đâu. Rồi rồi lấy nón đây nè. Lấy nón. Quay luôn đi. Quay luôn đi. Này tặng quà câu dính cá sắt không má, câu dính mùa giả không đó. Này là không có trong giải thưởng cái này, những quà thôi. Dạ cảm ơn anh. Nháy lên. Vậy giờ hồi đổi nón teo nờ quê hết chơi cái chụp cái nữa. Đổi nón vô chụp qua hình luôn anh em. Xoay qua bên kia luôn, xoay qua bên kia luôn. Chết hết chụp luôn. Ờ sẵn hết luôn ha. Hết luôn đi, hết đi hồi mình chụp chung hết trơn đi. Thì thôi nha, đang cao giải. Chú nón nè. Mình em nha. Xong xong vô mấy ông. Lại lấy nón mấy. Nhất nhì ba nha. Lại lấy nón nè. Nè em. Vậy à, như ba như tư rồi bốc thăm thôi. À chào anh. Dạ dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cái này làm cái này không cần đi. Phước là chỉ cần ngắn nhất rồi có ăn. Phước được vậy. Ngắn cũng có lại quá nhưng mà. Với anh em ba với nhận trận. Đây. Đây đổi nón nha. Rồi đổi nón vô ấy giải à. Nó có cái miếng này gỡ ra ha. Gỡ ra lên nón vô. Rồi nón của anh Tây Nguyên Vlog rồi vô chụp hình nè, vô chụp hình nè. Đâu rồi? À chưa tại chụp cái này riêng một cái đi rồi đầu chụp chung. Rồi nè. Điện thoại đâu? Hả? Rồi thấy cờ đừng ngồi thấy kỳ quá nha. Rồi mình cũng ngồi luôn đi ra. Kẻ. Rồi Thanh đừng chụp cho đẹp cái Thanh. Trời ơi yên tâm đi. Ngày đầu tư điện thoại mấy chục triệu luôn đây, giờ chủ yếu chụp hình sống ảo mà. Mình ngồi luôn đi. Mình ngồi hả? Ừ. Mình ngồi luôn còn anh em ngoài xa đứng đặng cho nó chụp được nhiều người. Em cầm hai bát sát vô cho nó hết hình mấy anh em ơi. Thắng vô chiêu lại đi. Vô. Chụp xong cái thiếu tôi mấy ông. Không chụp lại. Chụp xong đi trả vốn. Nè 1 2 3 nhe hàm răng ra nè. 2 3 tấm luôn nha, 2 3 tấm liên tục luôn nha. Ê đưa ông bạn anh rồi chụp vô. Rồi. Em vô đây luôn. Vô nằm dưới đây nè. Nằm lên lê bò trên đi không được. Trời ơi giật luôn. Đúng rồi, nằm xuống. Nè nằm như làm tiếng cá vậy đó.
lấy một bòi móc mỏi lên 2-3 tấm đầy đi anh ơi, nào đẹp lấy. Rồi 1-2-3 nữa đi. Rồi xéo xéo góc đúng rồi. Rồi nhìn theo camera đi anh em ơi. Nhìn đó là liếc liếc không rồi, ok. Rồi, rồi ok. Ok. Rồi hai cá xuống đẹp. Vừa có con cá nữa. Vừa có con cá nữa. Rồi cảm ơn anh nha. Hẹn gặp lại nha. Dạ. Gieo 5 giờ. Gieo 5 giờ anh em gom lại 5 giờ uống cà phê trao mới dậy mớm nữa nha. Rồi cảm ơn toàn thể anh em. Quen không? Ừ. Thôi rồi tổng chào cảm ơn toàn thể anh em nha. Chiều 5 giờ mình quay lại mình trao giấy mớm. Tôi đi về nha. 5 giờ tại cổng cơ động nha. Trời ơi, ủa, anh đang hết ra đường bông, anh bỏ hết tuần mấy bên đường bông. Bỏ hết chạy mặt luôn.